lại, tao dày tao đi thẳng tao nhón lên, mà còn chưa đụng cái cột đó mà mày dám la là coi chừng đụng đầu. Mất dạy hả mày? Chàng tin là con trăng tu luyện ngàn năm hiện thân. Da chàng dù có cứng như sắt thép vẫn phải có điểm yếu. Vậy ta phải gấp rút tiến hành.